của mình. Và điều đó tôi tin là quý vị sẽ thực hành được. Và sau khóa học này, nếu có một số vị nào xuất sắc, giỏi, kiểu có thể mỗi một tháng, hoặc là lâu lâu, hoặc là vài ba tuần, hoặc là tốt nữa là mỗi tuần, chúng ta sẽ tổ chức một lần trị bệnh cho đồng hương tại Úc Châu. Đúng không? Như vậy tôi biết phải ráng học cho giỏi nha. Thuộc bài và phương thuộc, rồi chúng ta sẽ thực tập trị bệnh cho quý đồng hương của mình. Mỗi ngày nó sẽ giỏi cái tay nghề của mình hơn, không lấy tiền bạc gì ai, nhưng mà đó là cái sự phục vụ. Rồi sau này, kỳ này thì bác sĩ Quân Châu thì chỉ dạy chúng ta một số cái cách bấm việc trị một số bệnh, để sau tương lai có thể qua nữa chúng ta nâng cao hơn và học nhiều hơn. Thì trong cái hai ngày không thể nào mà học trị bá bệnh được, chỉ một số bệnh thôi. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ thành công chỉ sau hai ngày học. Bây giờ thậm chí Liên Tâm đã bước lên một tầm cao mới. Thậm chí Liên Tâm 4 năm một chặng đường. Sắp đến ngày lễ kỷ niệm 4 năm thành lập Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thậm chí Liên Tâm, tiền thân là Viện Nghiên cứu qua. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thậm chí Liên Tâm là nơi truyền tải những thông tin bổ ích, hướng dẫn cộng đồng đẩy lùi bệnh tật, nâng cao sức khỏe mà không cần dùng thuốc. Biết bao nhiêu người đã tìm lại được niềm vui, tiếng cười khi đến với bộ môn. Đau mỏi khớp gối, đau thần kinh tọa, u phải dụng bấm huyệt Thậm chí Liên Tâm đã ào ước Thậm chí Liên Tâm trong thời gian sắp tới sẽ lan rộng khắp Việt Nam và trên thế giới. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thậm chí Liên Tâm.